Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 36 đề ôn luyện toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ giải là đề 4B. Bài số 1 đúng thì ghi D mà sai thì ghi X vào ô trống. 29 ta cộng 36, bài này là 36 ta cộng 29. Chúng ta nhận thấy này, bài này có 29, bài này cũng có 29. Bài này 36, bài này cũng có 36. Như vậy là hai cái tổng này nó sẽ là bằng nhau. Như vậy cái dấu này nó phải là dấu bằng. Nhưng mà ghi cái dấu này dấu lớn là sai. 34 ta cộng cho 59. Như vậy chúng ta cái này chúng ta không có cái gì để so sánh, giống nhau để so sánh cho nên chúng ta cộng lại. 9 ta cộng 4 và 13 viết 3 tên nhớ 1, 9 13. 9 cộng 4 là bằng 13, viết 3 tên nhớ 1 là 9 13, này bằng nhau này đúng. Bên này 93 bên kia 93. 69 ta cộng 0 là nó là bằng 69. 60 ta cộng 9 là bằng 69. Hai bên này là bằng nhau mà ghi dấu này sai. Bài số 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 38 cm cộng với 2 dm. Chúng ta chú ý đây là cm còn đây là dm. Thì chúng ta không có cộng với nhau được thì chúng ta phải đổi cho nó cùng đơn vị đo. Thường thường chúng ta sẽ giữ đơn vị đo nhỏ và đơn vị đo lớn chúng ta đổi ra. Đây là 38 là chúng ta giữ nguyên này. cm này. Ta cộng với lại 2 dm chúng ta đổi ra cm là bằng 20 cm. Đó. Như vậy chúng ta cộng lại là bằng là 58 cm. Như vậy chúng ta thấy đây là có hai cái đơn vị là hai cái số là 58 nhưng mà đây là dm và đây là cm, vậy cũng D. Đó là đơn vị là cm. Bài số 3. Đúng thì ghi D là sai ghi X vào ô trống. Hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng? Câu A, câu B, câu C, câu D. Chúng ta xem có bao nhiêu đây. A, O là 1 này. O, B, O, D là 2 này. O, C là 3 này. O, B là 4 đoạn thẳng này. Rồi C, D. C, D là 5. 5. Rồi A, B là 6. Như vậy là đây 6 đoạn thẳng là câu này là đúng. Một cái đúng câu này tất cả là sai hết. Được. Sai. Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi con gà đẻ 8 quả trứng. Hỏi 3 con gà đẻ thì bao nhiêu quả trứng? Như vậy là 3 ta nhân cho 8. 8 3 là 24 quả. Bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Khúc gỗ thứ nhất là dài 8 dm, khúc gỗ thứ hai là ngắn hơn khúc gỗ thứ nhất là 5 cm. Hỏi khúc gỗ thứ hai là dài bao nhiêu? Bây giờ chúng ta chú ý này. Đây là dm còn đây là cm. Yeah. Chúng ta không thể lấy 8 từ nhân 5 được đâu. Tại hai đơn vị này nó khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 8 dm này chúng ta đổi ra cm là bằng 80 cm. Ta trừ cho 5 cm như là còn lại 75 cm. À. 75 cm. Nhầm. Này cộng chứ, này 85. Chúng ta đọc lại đề này, khúc gỗ thứ nhất là dài 8. Xem là dm là khúc gỗ thứ nhất là ngắn hơn khúc gỗ thứ hai là như vậy là ngắn hơn khúc gỗ thứ hai, như vậy chúng ta phải cộng. Nãy thầy nhầm. Như vậy là 85 cm. Đây câu C. Bài số 6. Hãy viết các số sau thành tổng của hai số hạng. Trong đó có một số hạng là 8. Ví dụ như là 13 là bằng 5 ta cộng 8. Chúng ta qua trang tiếp theo. Như vậy người ta yêu cầu là có con số 8 đúng không? Có con số 8. Thì trước mắt là có con 8 đã. 8 ta cộng 6 là bằng 14. 8 ta cộng cho 9 là bằng 17. 8 ta cộng cho 4 là bằng 12.
bắt buộc con phải có con số 8. Như là 8 ta cộng cho 7 là bằng 15. 8 ta cộng cho 3 là bằng 11. 8 ta cộng cho 8 là bằng 16. Nhà Lan nuôi được là 48 con vịt và 25 con ngan. Hỏi cả vịt và ngan của nhà Lan là có bao nhiêu con. Thì như vậy là chúng ta sẽ cộng hai con số này lại với nhau. Số vịt và ngan có là con ngan này hay còn gọi là con vịt sim á. Giờ ta lấy 48 ta cộng cho 25. 8 cộng 5 13 với 3 ta nhớ 1. Như là 73 con. Đáp số là 73 con. Chúng ta qua bài số 8. Chiều rộng cái bàn đo được là 3 decimet. Chiều dài cái bàn đo được là 68 cm. Hỏi cả chiều rộng và chiều dài cái bàn là đo được là bao nhiêu cm. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ đổi cái này, hai cái đơn vị này khác nhau này, đây là decimet còn đây là cm. Người ta hỏi là hỏi cm. Như vậy chúng ta sẽ đổi là 3 decimet này là bằng 30 cm. Rồi chúng ta đổi ra, chúng ta tính nè. Rồi chiều dài và chiều rộng, chiều dài và chiều rộng cái bàn dài là, giờ ta lấy 30 ta cộng với là 68 bằng là 98 cm. Đáp số là 98 cm. Chúng ta qua bài số 9. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên các đoạn thẳng đó. Trước tiên là câu AB là một đoạn thẳng này, B đến C là hai đoạn thẳng này, C tới D là ba đoạn thẳng này. Rồi thầy lấy bút đỏ thầy sẽ làm thêm. Rồi AC này, AC đây ba đúng không? Ở bốn này. Rồi AD này, AD là năm này, được không? Rồi B tới D là 6 này. Như vậy là tổng cộng là 6 đoạn thẳng. Rồi như vậy tổng cộng là có 6 đoạn thẳng. Có 6 đoạn thẳng. Đó. Gồm. Rồi AB. Rồi, đoạn 2 là BC. Đoạn 3 là CD. Rồi đoạn 4 là A đến C. AC. Đoạn 5 là AD. Và đoạn 6 là gì? BD. 6 là BD. Yeah. Chúng ta qua bài số 10. Tính ba cách thuận tiện nhất. Phép tính có tính chất giao hoán. Giao hoán thì chúng ta đảo vị trí nó. Chúng ta lấy 19 này, ta trừ cho 9 trước rồi ta cộng cho 15. Đó. 19 là ta trừ cho 9 là bằng 10. 10 ta cộng cho 15 là bằng là 25. Ở bài này số 1 này với số 9 này chúng ta cộng là trồng nhau, ta lấy 21 ta cộng cho 19 trước. Ta cộng cho 18, ta cộng cho 12. 21 ta cộng cho 19, 9 ta cộng 1, 10 không nhớ 1, như vậy là 40. Bên này là 8, 2 10 không nhớ 1 là 30. 40 ta cộng 30 là bằng 70. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.